Ngày 2 tháng 11, Quỹ ban nhân dân thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị triển khai quyết định số 1462 ngày 13 tháng 9 năm 2022 của Quỹ ban nhân dân thành phố về phê duyệt kế hoạch thực hiện mô hình kết nối chuyển gửi tìm gia đình chăm sóc thay thế cho các đối tượng trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt thành phố Châu Đốc năm 2022. Theo đó, mục tiêu của kế hoạch nhằm bảo đảm cho trẻ em có nguy cơ bị bạo lực, bị bóc lột, bị bỏ rơi, trẻ em bị xâm hại và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, có nhu cầu chăm sóc thay thế, được tổ chức, gia đình, cá nhân nhận trẻ em về chăm sóc nuôi dưỡng, vì lợi ích tốt nhất cho trẻ em. Phạm vi thực hiện phường Châu Phú B và phường Vĩnh Mỹ, thí điểm làm trước, các xã phường còn lại sẽ tiếp tục thực hiện vào năm 2023. Các hoạt động chính của mô hình gồm hội nghị triển khai, khảo sát, ra soát, phân loại, lập hồ sơ trẻ em, tập quấn nâng cao năng lực cho cán bộ triển khai mô hình chăm sóc thay thế tổ chức truyền thông và nâng cao nhận thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc chăm sóc thay thế cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt hỗ trợ trẻ em nhận chăm sóc thay thế